Dạ thưa chị Đoàn, thì đây là ngôi mộ của cụ các bạn Nguyễn Sinh Sắc, công sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và giới thiệu chị Đoàn, phía trên bệ thờ đây là bức di ảnh của cụ các bạn Nguyễn Sinh Sắc. Và bức di ảnh này được ông Phan Văn Ngàm họa lại trong bộ hồ sơ nhận dạng A3780Y của Mật Thám Pháp theo dõi cụ vào năm 1923. Cụ các bạn Nguyễn Sinh Sắc sinh năm 1862, quê ở tại Nàng Sen, xã Trung Ngự, ngày nay là xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Cụ Sắc sinh ra trong một gia đình nông dân, cha tên là Nguyễn Sinh Nhận, mẹ là Hà Thị Hy. Nhưng không may đến với cụ, năm lên 3 tuổi, cụ Sắc mồ côi cha, lên 4 tuổi, mẹ lại qua đời. Cụ phải về sống cùng với người anh trai cùng cha khác mẹ của mình, đó là anh Nguyễn Sinh Trợ. Và cho đến năm cụ Sắc được 16 tuổi, cụ đã được nhà nho Hoàng Xuân Đường quê ở làng Hàng Trù nhận về nuôi và lo cho ăn học. Sau 3 năm chung sống, nhận thấy cụ Sắc vốn thông minh, hiền lành lại có chí, nên nhà nho Hoàng Xuân Đường đã quyết định gả người con gái lớn của mình cho cụ Sắc, đó là cụ bà Hoàng Thị Loan. Và vợ chồng cụ Sắc có tổng cộng là 4 người con. Người con gái lớn tên là Nguyễn Thị Thanh, người con trai thứ hai tên là Nguyễn Sinh Khiêm. Và đến năm 1890, bà Loan hạ sinh Nguyễn Sinh Cung, và Nguyễn Sinh Cung cũng chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và ngoài ra thì vợ chồng cụ Sắc còn có người con trai thứ tư đặt tên là Nguyễn Sinh Xin, được sinh ra ở Huế nhưng mất lúc nhỏ nên ít được nhắc đến. Vào năm 1894, cụ Sắc tham dự kỳ thi Hương Nam Giác Ngọ và cụ Đỗ cử nhân. Đến năm 1901, cụ tham dự kỳ thi Hội Khoa Tân Sửu. Và lần này, cụ Sắc đã đỗ khóa bảng với tên gọi là Nguyễn Sanh Huy. Và mặc dù đỗ đạt cao nhưng cụ Sắc lại từ chối ra làm quan. Đến tháng 6 năm 1906, dưới sức ép của triều đình Huế, buộc cụ Sắc phải vào kinh nhậm chức Thừa Viện Bộ Lễ. Đến năm 1909, cụ Sắc được bổ chức tri phủ lĩnh nhiệm tri huyện Bình Khê, tỉnh Bình Định. Và thời gian làm quan tại đây, cụ rất căm ghét bọn cường hào ác bá ở trong vùng. Cụ Sắc thường đứng về phía của người dân nghèo và thường không xét xử các vụ kiện do bọn cường hào khởi kiện. Và chính vì điều này cho nên cụ Sắc đã không được lòng các quan trên. Đến năm 1910, cụ Sắc đã bị triều đình Huế cắt chức. Và sau khi bị dẫn giải từ Bình Khê về triều đình Huế, triều đình đã kết án cụ là 100 trượng, sau đổi thành giám bốn cấp và bị triệt thôi, nhưng sau lại đổi thành cải bộ kinh chức. Và thưa với đầu thì cải bộ kinh chức ở đây có nghĩa là chuyển đổi từ làm quan địa phương về làm quan ở kinh thành, nhưng mà lúc này cụ Sắc không còn tha thiết ở chốn quan trường nữa, cụ không chờ cải bộ kinh chức, cụ không đi về quê Kim Liên, mà cụ Sắc đi thẳng vào các tỉnh phía Nam để lần theo dấu chân của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và thưa chị Đồng, thì trải qua cuộc đời làm quan của mình thì cụ Sắc hiểu hơn ai hết cuộc sống chốn quan trường lúc bấy giờ, nên cụ có câu nói rất nổi tiếng, đó là quan trường thị nô lệ, trung chi nô lệ, phụ nô lệ. Nghĩa là quan trường là nô lệ, trong đám người nô lệ thì càng nô lệ hơn. Và sau khi từ quan thì cụ Sắc đã đi rất nhiều nơi để tuyên truyền chủ nghĩa yêu nước trong nhân dân. Và trong thời gian mà cụ Sắc hoạt động ở tại Nam Bộ và Campuchia, cụ Sắc thường lui tới những ngôi chùa, vì thông qua quá trình nghiên cứu, cụ đã nhận ra được phương thức cho hoạt động yêu nước của mình lúc bấy giờ, đó là Phật giáo, nông dân và chủ nghĩa yêu nước. Và riêng đối với mảnh đất Hòa An cao lãnh này, cụ Sắc đã về đây được 2 lần. Lần đầu là vào năm 1917, đến cuối năm 1919, cụ lại đi các tỉnh khác để hoạt động. Đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người, nhưng cụ nhận thấy riêng ở mảnh đất Hòa An cao lãnh có nhiều nhà yêu nước sôi nổi. Chính vì vậy, đến năm 1927, cụ Sắc đã quyết định quay trở lại mảnh đất Hòa An cao lãnh và chọn nơi đây làm nơi hoạt động và gắn bó lâu dài. Và khi mà về cao lãnh thì cụ Sắc được bố trí cho ở nhà của cụ Lê Văn Giáo. Và cụ Lê Văn Giáo ở đây là một người đàn ông nghèo, có vợ, sống bằng nghề chèo ghe mướn ở bên rạch Cái Tơ. Và thời gian mà cụ Sắc sinh sống và hoạt động ở tại làng Hòa An cao lãnh, cụ Sắc đã hành nghề dạy chữ nho, dạy nghề cuốc, bóc cuốc và chữa bệnh cho người dân nghèo ở trong vùng, nhưng thực chất là để tuyên truyền chủ nghĩa yêu nước trong nhân dân. Và lần thứ hai về cao đẳng, cụ Sắc ở được khoảng 2 năm thì cụ Sắc lâm bệnh. Lúc cụ Sắc lâm bệnh nặng, được đông đảo bà con ở làng Hòa An ngày đêm túc trực chăm sóc lo cho cụ Sắc, nhưng do tuổi già sức yếu và sau 4 ngày đêm lâm trọng bệnh, sức khỏe của cụ Sắc ngày càng suy yếu dần. Cụ đã liệm dần và mất vào đêm 26 rạng sáng ngày 27 tháng 10.
11 năm 1929 nhằm ngày 26-27 tháng 10 năm Kỷ Tỵ, cụ hưởng thọ 67 tuổi. Và lúc mà cụ sắp mất ở tại nơi đây thì không có một người thân hay con cái ruột thịt ở bên cạnh, mà chỉ có hơn 30 bà con ở làng Hòa An, người gấp công, người gấp của để tổ chức tang lễ cho cụ. Và khi hay tin cha mình qua đời sau không được 2 tháng, cô Hai Thanh, người con gái lớn của cụ đã vào đây để làm lễ tạ ơn bà con nơi đây, đã chăm sóc và an táng cho cụ trọng tình trọng nghĩa. Đồng thời, cô đã kết hợp với nhóm thanh niên cách mạng Đồng Chí Hội làm lễ truy điệu cho cụ ở tại nhà của ông Tư Ý, vì đây là một đảng viên An Nam Cộng sản Đảng. Nhà đang có tang lễ vợ để tránh sự theo dõi và rình rập của bọn mật thám pháp. Và giới thiệu chí đầu thì đây là ngôi mộ thật của cụ có bạn Nguyễn Sinh Sắc. Lúc đầu, ngôi mộ của cụ Sắc chỉ là một ngôi mộ đất đơn sơ bình thường, nhưng sau đó đã được bà con xây lên ngôi mộ của cụ bằng xi măng. Đến năm 1954, Cao Lãnh được chọn là một trong ba điểm tập kết diễn quân Đa Bắc. Trước khi đi tập kết, các đơn vị bộ đội đã đến đây xây thêm bia mộ và hàng rào sắt để bảo vệ xung quanh. Và đồng thời, các chú đã chụp lại hai bức ảnh. Đó là bức ảnh mộ của cụ Sắc sau khi đã được xây dựng xong và bức ảnh của tiểu đoàn 311 trên đường ra viếng mộ cụ có bạn Nguyễn Sinh Sắc trước khi xuống tàu tập kết diễn quân Đa Bắc. Và hai bức ảnh tương tự như vậy đã được các chú bộ đội mang ra Hà Nội để gửi tặng cho bác Hồ. Và đối với bác, hai bức ảnh này vô cùng quý giá, vì thông qua đó bác mới biết được nơi an nghỉ cuối cùng của người cha mà bác hết mực kính yêu, người cha mà sau khi ra đi tìm đường cứu nước trở về, bác chưa được một lần vào thăm, cho dù là thăm mộ hay chỉ thắp lên mộ người một nén nhang. Và mặc dù được bà con bảo vệ qua hai cuộc kháng chiến, nhưng do ảnh hưởng bởi chiến tranh, đến năm 1968 có một quả bom nổ liền kề ngôi mộ của cụ, làm xung quanh ngôi mộ của cụ Sắc bị hư hại và sạt lở nhiều. Và song song với việc khắc phục hậu quả của chiến tranh, vào ngày 22 tháng 8 năm 1975, Đồng Tháp đã khởi công xây dựng khu di tích Nguyễn Sinh Sắc. Và hiện nay thì như đầu của mình đang thấy là ngôi mộ của cụ Sắc hiện nay đã được tôn cao hơn so với ngày trước rất nhiều lần, nhưng hài cốt của cụ thì vẫn nằm sâu bên dưới, đúng với vị trí mà trước đây bà con ta đã an táng cụ. Xung quanh ngôi mộ của cụ hiện tại được ốp bằng đá hoa cương từ móng cái của tỉnh Quảng Ninh mang vào. Và giới thiệu chí đầu thì phía trên ngôi mộ của cụ Sắc nơi đây còn có xây dựng một mái che còn được gọi là bờ mộ, và mái che này có